Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng do Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bên căn nhà tranh sập sệ được bà con thôn Trung Sơn, xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc quyên góp xây dựng, bà Phạm Thị Tình, năm nay 73 tuổi, không khỏi đau đớn vì đôi chân bị ngã hơn 3 tháng nay vẫn chưa phục hồi. Tuổi cao, sức yếu, do lao lực lại bị đau chân, cuộc sống của bà Tình cùng các thành viên trong gia đình thực sự rơi vào cảnh khó khăn cùng cực. Băng qua những con đường đất ngoằn ngoèo, hiểm trở, chúng tôi mới tới được thôn Trung Sơn, xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc. Đi bộ thêm vài km, ngôi nhà tranh của gia đình bà Phạm Thị Tình nằm treo leo trên sườn đồi. Trong nhà, bà Tình duỗi dài đôi chân, dáng vẻ còn khá đau do mấy ngày nay trời trở lạnh, khiến đôi chân bị ngã của bà bị tê nhức. Không có điều kiện để đi bệnh viện chữa trị, nên chân của bà từ khi bị ngã ở bậc thang nhà dường như đã bị tê liệt. Hầu như 3 tháng nay, bà Tình chỉ ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt phải có sự hỗ trợ của người con dâu. Gia đình bà hiện nay có 3 khẩu, bà Tình, người con dâu và cháu trai. Con trai bà sau khi lấy vợ, đi làm ăn xa, mười mấy năm nay không thấy về. Bản thân cháu của bà từ khi sinh ra cũng chưa biết mặt bố. Nhiều lần, anh em họ hàng trong gia đình bà Tình cũng đi tìm kiếm đến những nơi con trai bà đã từng làm để hỏi thăm, nhưng không có thông tin gì. Con dâu bà Tình là chị Phạm Thị Long, sau khi chồng không về, làm lũ một mình nuôi con, chăm sóc mẹ chồng tuổi cao sức yếu. Hàng ngày, chị đi làm thuê cho người làng để đổi bò gạo, lo đủ bữa cho mẹ già con nhỏ. 3 tháng trở lại đây, khi mẹ bị ngã, không tự sinh hoạt được, chị chỉ đi làm thuê ở gần để tranh thủ về đón con và chăm sóc mẹ. Cuộc sống của bà mẹ con vốn đã khó khăn lại càng cơ cực hơn. Ở trong nhà chả có bát gạo nào mà ăn, cứ đi làm thuê là chung quanh đây là cứ đi xin họ. Về nhà đó là có bát nào thì nấu cho bà với là con ăn. Đi làm thuê cứ nhà ai bảo là đi phát keo nè, đi trồng keo nè, đi phát rừng nè, với là đi cấy là... Căn nhà tranh nhỏ được xây bằng tình thương, sự quyên góp của bà con làng xóm, sự cố gắng của gia đình bà Tình. Qua nhiều đợt bão lũ, giờ đã xuống cấp nghiêm trọng. Căn nhà gió lùa tứ bề, lộ ra nhiều khoảng trống. Để mẹ già, con nhỏ đỡ vất vả mỗi khi mưa dột, mới đây chị Long đã cố gắng vay mượn để lợp lại căn nhà. Nhà trước nó ruộng, nó chả có chỗ mà ngủ, đi chùa đào cũng nó ruộng chỗ đó. Làm phải mượn cái người ta lại làm lại cho là mới có chỗ ngủ, chỗ ăn, chỗ ở. Trong những lúc khó khăn giáp hạn thì như năm mới, ngày lễ thì phía cấp ủy chính quyền, ban thôn cũng huy động nguồn đóng góp của nhân dân để hỗ trợ bà như gạo, mắm muối 19 và thức ăn. Về phía ban thôn cũng mong muốn các đoàn có sự quan tâm. Thứ nhất là xây dựng cái nhà ở cho bà, vì trong cái mùa, thứ nhất là trong mùa mưa, mùa bão lụt thì nó dột nát thì rất là khó khăn. Và trong mùa lạnh, mùa rét thì nó không đảm bảo độ ấm, vách nữa thì nó không đảm bảo kiên cố. Hằng ngày bà Phạm Thị Tình cùng con dâu và cháu nhỏ vẫn phải sinh hoạt trong căn nhà tranh xuống cấp dột nát, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào mỗi khi bão lũ về. Thêm vào đó, cuộc sống quá khó khăn, bà Tình tuổi cao sức yếu, đôi chân đau nhức, không có điều kiện để chữa trị. Mong muốn lớn nhất của gia đình bà cùng con cháu là xây được căn nhà nhỏ, được đi chữa bệnh để cuộc sống đỡ phần khó khăn. Để tiếp thêm nghị lực giúp mẹ con bà Tình thực hiện được mong ước của mình, rất cần sự chung tay hỗ trợ của các tấm lòng nhân ái trong cộng đồng xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Ủy ban dân xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, số điện thoại 0837 545 882 hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, số 263 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, điện thoại 0977 270 200 hoặc chuyển tiền ủng hộ về tài khoản 3500 201 026 060 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thanh Hóa. Chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.